Chào các bạn, hôm nay Thùy Dương chia sẻ với các bạn cách làm bao tử khìa nước dừa. Món này mình ăn với cơm nóng hay ăn với bánh mì là ngon hết ý luôn. Mời các bạn cùng vào bếp với Thùy Dương nha. Ở đây Thùy Dương chuẩn bị cho mình là 3 cái bao tử heo. Để bao tử được sạch trước khi chế biến, mình lộn mặt trong bao tử ra ngoài, rồi trụng với nước sôi, rửa sạch qua với nước muối, nước chanh, nước giấm. Rửa thêm qua vài lần như vậy thì bao tử mình nó mới sạch được nha các bạn. Phần bao tử sau khi Thùy Dương đã làm sạch rồi, bây giờ Thùy Dương sẽ ướp gia vị vào đây luôn. Mình cho vào đây một ít tỏi, một ít hành tím băm, 2 muỗng đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 3 muỗng nước tương, 2 muỗng ngũ vị hương. Sau đó mình sẽ mang bao tay vào, mình dùng tay ướp để cái phần gia vị được thấm được đều hơn với cái phần bao tử nha. Thời gian ướp của mình là 1 tiếng. Bao tử thì Dương ướp được 1 tiếng rồi nè. Bây giờ thì Dương sẽ bắt chảo lên, cho một ít dầu vào và đợi dầu nóng. Thì Dương sẽ cho tỏi, hành tím băm vào để phi vàng và cho nó thơm lên. Sau đó mình cho bao tử vào, xào cho nó thơm cái phần bao tử và nó được săn cái phần bao tử lại. Xào thêm được một lúc rồi, thì Dương sẽ cho 2 trái dừa tươi vào đây nha. Dừa tươi sẽ giúp cho cái phần bao tử có cái vị ngọt ngon và sẽ lên cái màu rất là đẹp. Giờ Thùy Dương đậy nắp lại để mình khìa cho nó cạn nước bớt nha. Lúc mình khìa mình cũng mở nắp ra rồi trở qua trở lại cho bao tử mình được chín đều. Và lúc này mình sẽ nêm gia vị lại, gia giảm gia vị theo ý thích của mình ha. Giờ mình tiếp tục đậy nắp lại, khìa tiếp cho đến khi cái phần nước này nó cạn lại nha các bạn. Phần nước dừa đã cạn, bao tử mình cũng mềm rồi nè. Ngon quá trời luôn không các bạn. Bây giờ Thùy Dương tắt bếp, lấy ra bên ngoài cắt và trang trí cho các bạn xem nha. Trời nó thơm, nó ngon quá các bạn ơi. Ngon và dễ làm lắm đúng không? Chúc các bạn sẽ thành công như Thùy Dương nha.